Này vỏ trọng sĩ 6m3 các bạn, lái 1m05. Máy thì máy Kubota 72, chọn bộ dàn cầu inox. Đang bán chọn bộ vỏ máy luôn anh em ơi. Bình đề bình dầu đầy đủ nha. Anh em về chứ là khóa đề là chỉ ghim đề, chạy ghim đề cho tôi mỗi cái. Máy này bao nguyên viên anh em ơi. Vỏ máy mới khoảng trên 90% luôn nha. Rất là mới luôn. À, rất là giọt luôn. Rất là giọt các bạn. Xin thân ái mình chào các bạn nha. Tôi hôm nay mình bán chọn bộ vỏ máy nha các bạn. Chọn bộ vỏ máy luôn anh em ơi. Máy của ta nha. Máy này thì bán là cho anh em là đầy đủ công lê luôn. Có cây chỗ máy nè, rồi bình dầu, rồi bình đề đủ nha các bạn. Nói chung là về chứ là đề là chạy đi ha. Thì mình quay chi tiết thông số của máy cho anh em xem à. Con này thì con của ta. Chọn bộ dàn cầu inox nông căn Cà Mau các bạn. Đây, con này thì của ta 72 ha. Đây, của ta 72. Đấy, trong bộ dàn cầu inox nằm căng Cà Mau luôn anh em ơi. Dàn cầu rất là xịn luôn ha. Cầu ống ống lớn luôn á. Dàn cầu này dàn cầu dạng đặc nha các bạn. Rất là dày luôn. Đấy, dàn cầu này không bao giờ làm ở đây tầm khoảng 12 triệu mới được dàn cầu này anh em ơi. Dàn cầu đặc nha. Còn anh em là dàn cầu nó mỏng hơn thì tầm khoảng 10 triệu. Mà dàn cầu này thì ông anh ông đặc. Đặc làm thì nó sẽ độ dày nó cao hơn. Cái ly nó dày hơn. Thì nó sẽ đắt nha các bạn. Dàn cầu này không làm dày là tầm khoảng 12 triệu. 12 triệu mới được dàn cầu này nha. Đấy. Dịch anh em chạy dịch inox ba cánh nè, bán trọn bộ luôn anh em ơi. Lắp này rất là dài nha. Đây, lắp này dài khoảng 3 mét luôn á. Lắp dài 3 mét. Đây, thì em nói cái chứng dịch này thì dịch cũ nha các bạn. Cái này anh em mà chạy muốn tốc độ thì anh em chạy đổi dịch khác nha. Đổi dịch mà loại hai cánh á, hai cánh thì nó sẽ tốc độ hơn. Thì hiện tại anh cũng đang chạy chứng dịch này thì nó tốc độ nó cũng vừa chứ nó không có dữ nha các bạn. Nếu mà giờ bữa anh em muốn chạy giọt thì anh em đổi qua dịch là loại hai cánh á, hai cánh thái á. Nó sẽ ok hơn. Rất là dày luôn anh em ơi. Dàn cầu này tại dàn cầu ông anh nóng đặt làm ấy. Rất là dày. Em thấy không? Mấy cái chân bát rất là dày luôn. Dàn cầu này dàn cầu xịn chứ quá dàn cầu thường các bạn. Đây, mấy chân này là cánh chim hết luôn nha. Rất là đẹp. Chân này cánh chim hết. Đi đường thì đường nước trong. Đây, quay bên đây cho anh em xem nha. Máy này còn rất là mới luôn anh em ơi. Rất là chắc luôn nha. Đây, máy này thì bao nguyên zin anh em 100%. Số điện thoại của anh chủ máy thì mình để dưới thanh tiêu đề phần mô tả nha. Anh em có mua thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh. Đây, đường nước trong các bạn. Đây, dàn cầu anh em thấy không? Rất là mới luôn. À, cầu này thì bọc 49, 42 các bạn. 42 bọc 2. Cốt lắp 18. Bọc 42 nha anh em. Dài 3 mét. Đó, bọc 42 dài 3 mét. Cốt lắp 18. Ống này thì anh có đi ống bự luôn nha các bạn. Ống này ống lớn luôn nha. Ống này như mình ống 34 luôn nha. Ống lớn luôn. Đi cái này luôn. Đa số cái phần này là khúc đuôi này là như mình không đặt á. Mình làm đội thường á thì khúc này là anh em tao làm sẽ làm cái ống 27 nha. Ống 27. 27 lên đó là vừa. Mà ông anh này ông đặt cái dàn cầu dày á. Bởi vì khúc đuôi này anh em thấy không? Hai cái đùi này là sau là đặt luôn nha. Là bởi anh em cái đùi là nó dày lắm. Ống là ống 27 luôn nha các bạn. Ống 34 nha. Ống 34 nè. Chứ bình thường mình làm kiểu mình làm thường là ống khúc này là ống 27, ống 27. Mà ông anh này ông làm dày luôn, ống này ống tới 34 nha các bạn. Ống 4 liền với cái khúc này nè. Liền với cái dàn cung nè. Ống này là ống 34. Đó, anh em thấy không? Ống 34 nha, chứ không phải ống 27 nha. Cái dàn cầu này nó rất là dày nha các bạn. Rồi, anh đây quay số máy anh em xem nè. Nói chung là đầy đủ chụp inox hết luôn nha các bạn. Đây, có cái này chấm vô đề các bạn, tại lúc trước mình làm cái đề nhận á. Anh em chạy thời gian nó bị hư nữa các bạn. Chứ cái này ghim vô đề ghim chạy nha. Này chỗ này là anh em mình gắn cái đề nhận nha, thắt nhận. Hoặc là anh em cái khóa ngang giặt cũng được. Cái đó thì mình ấy thì mình mua mình gắn vô rất là dễ ha. Rồi anh em đang chạy là anh chỉ ghim điện vô đây là chạy. Máy này còn rất là mới nha các bạn. Ba máy Kubota 72. Máy này bao nguyên ghim 100% anh em ơi. Anh em thấy không?
chạy mà cái tem này mà còn cỡ này là anh em biết nha. Nè, cái tem máy nè, tem ghi nó còn nguyên nè. Vỏ thì vỏ trọng sĩ nha bạn, trọng sĩ 6m3 lấy 1m5 nha. Đây là mình quay vỏ cho anh em xem, vỏ thì cũng còn rất là mới luôn. À, anh em thấy sạp ba cái dàn cong còn nguyên các bạn. Đây, cong còn nguyên xi luôn ha, rất là ok luôn. À, anh em thấy không? Nguyên xi chưa có bể, chưa có giá gì cho anh em ơi. Ok luôn ha. Đây, vỏ tốc độ trọng sĩ 6m3. Này lấy 1m5 nha các bạn. Năm. Rồi, anh em chuẩn bị test máy cho bạn xem nha. Anh em có nhu cầu thì liên hệ. Số điện thoại của anh chú máy thì mình để dưới phần mô tả nha anh em ơi. Có gì thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp nha. Rồi giá cả gì đó cứ liên hệ số ảnh. Mình để dưới thanh tiêu đề dưới phần mô tả. Anh em có nhu cầu thì liên hệ nha. Rồi, chạy thử anh em ơi. Này Kuta 72 nha các bạn ơi. Kuta 72. Cái chiến dịch này anh em hôm nay chạy chiến dịch 3 cánh nha các bạn ơi. Anh em mà muốn chạy tốc độ nữa thì anh em đổi chiến dịch nha. Đổi dịch 2 cánh Thái á thì nó sẽ chạy mượt nữa. Rất là ngại luôn nha các bạn. Tổng nhiệt này cũ mà còn chạy giọt á. Dịch này ba cánh mà lâu không tốc độ đâu bạn, chỉ tải mà chạy rất là giọt luôn. Này mà anh em đổi qua dịch mà tốc độ là hai cánh mà chạy phê nữa. Đang chạy dịch ba cánh nha bạn. Này đổi dịch mới chạy phê đó bạn. Chiến dịch này mình cảm thấy tốc độ này trên tầm khoảng 5 mấy cây nha. Này mà anh em lên chiến dịch 2 cánh là chạy tầm 2-6 á. Chiến dịch này rất là giọt các bạn. Bán toàn bộ vỏ máy luôn nha. Máy thì con máy Kuta 72 trong bộ dàn cong inox. Vỏ thì trọng sĩ 6m3 các bạn. Lan mình đây 5. Trọng bộ luôn anh em ơi. Có đồ đề đủ nha. Này vỏ trọng sĩ 6m3 các bạn. Lan 1m5. Máy thì máy Kuta 72 trong bộ dàn cong inox. Đang bán trọn bộ vỏ máy luôn anh em ơi. Bình đề bình dầu đầy đủ nha. Anh em về chứ là khóa đề là chỉ ghim đề, chạy ghim đề cho thôi. Mỗi cái máy này bao nguyên viên anh em ơi. Vỏ máy mới khoảng trên 90% luôn nha. Rất là mới luôn. Anh em có nhu cầu thì liên hệ nha các bạn. Em anh mình chạy đẳng rồi kéo ngang cho bạn xem nha. Tốc độ này đang chạy chiến dịch loại 3 cánh tải mà mình nghĩ tốc độ này tầm trên 5 mấy á. Anh em mà mình về mình chạy đổi dịch hai chia hai cánh khác tái thì chạy tốc độ khoảng 6 nha bạn. Con máy này hơi rất là lực luôn bay, rất là ok luôn nha. Ngoài nông đảo về nha các bạn. Hôm nay mình đang bán trong bộ vỏ máy anh em ơi. Máy xe Kuta 72 nha, trong bộ dàn cầu dây nóc. Đó thì vỏ trọng sĩ 6m3 lấy 1m5. Bình đề bình dầu đầy đủ. Rất là phê luôn anh em. Đó, rất là giọt luôn. Rất là giọt các bạn. Tốc độ ta hàm 5 mấy ra anh em ơi. Tốc độ 5 mấy á. 5 mấy 60 nha. Tốc độ rất là phê luôn, rất là giọt. Bán trọng bộ vô máy nha các bạn. Số điện thoại của anh chủ máy thì mình để dưới thanh tiêu đề và phòng mô tả video nha. Anh em các bạn có nhu cầu thì liên hệ. Rồi mình xin tạm thời kết thúc video tại đây anh em ơi.
hẹn gặp lại các bạn và anh em trong những video clip tiếp theo nha. Rồi, xin thân ái mến chào tất cả các bạn nha.